Merzi cứ ra bộ nào là hot bộ đó. Ngay trên tay mình đang là bộ sưu tập mới nhất đến từ nhóm Merzi có tên gọi là 4F Juicy 15. Mỗi một cây son như thế này có trọng lượng là 3g. GT1 là màu hồng nho MLBB. Màu này nhìn ở ngoài rất là dễ thương, cực kỳ phù hợp đối với những bạn trẻ. Và cái màu này kể cả đánh ở trên nền da ít make up cũng đẹp nha. Đây là lớp tin của son này, lớp tin đậm và bám rất là đều. GT2 là màu cam caramel, hai cái màu đầu tiên đẹp quá, dù là một màu cam nhưng không hề làm vàng răng hay là xỉn da. GM3 là màu đỏ Việt Quất, siêu tôn da, tuy nhiên nếu như mà đánh nhạt ấy, thì cái màu này nó lại hơi nghiêng tím. Mình sẽ test thử trên thành ly này. Lớp son bóng nó dây dính ra khá khá. Lớp bóng này sẽ giữ được ở trên môi từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Tuy nhiên cái lớp tin ở phía bên dưới nó sẽ bám được ở trên môi từ 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng. Uống nước thì không xi nhê, nhưng ăn uống những bữa to thì nó cũng sẽ trôi đi cái lớp bóng và để lại cái lớp tin màu khá là đậm ở phía bên dưới. Trời ơi, đánh đến cái thứ 3 này là mình thấy môi mình rát lắm rồi. GT4 hãng có chia sẻ là màu đỏ cam lựu, nhưng theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy, đây là một màu đỏ cam ánh nâu trầm. Màu này nếu như đánh nhạt thì mình thấy ổn, tuy nhiên nếu như đánh với một lượng son khá nhiều thì nhìn đôi môi hơi bầm. GT5 là màu đỏ anh đào và đây cũng là màu đậm nhất trong số cả 5 màu. Màu này thì không cần phải bàn cãi, cực kỳ trend năm nay. Son này gần như không có mùi, ngửi sát lại thì nó chỉ có một cái mùi hương rất là nhẹ và không hề làm mình khó chịu đâu. Tổng quan lại với bộ son bóng mới nhất của nhà Merzi có tên gọi là 4F Juicy 15. Đầu tiên về ưu điểm nha, rổ giá hợp lý, chất son bóng trong đẹp, lên màu tốt. Còn về nhược điểm thì đối với những màu đậm, lớp tin màu này khá là khó để tẩy trang. 8 điểm rưỡi trên 10 mình nghĩ là hợp lý. Trời ơi.